trên cái hồ luôn.
lúa là chủ ruộng các bạn, rồi các lúa chứ là chủ ruộng lắm này.
này có đâm lúa chín này của ông anh này, bữa nay anh cắt. Cái giống lúa này là UM1352 các bạn, thời gian sinh trưởng của nó là 3 tháng 20 ngày. Anh nói anh con mấy, lúa cũng có ngã hết mới, trời sắp chuyển mưa rồi đó các bạn. Bữa nay cắt quay lên chia sẻ cho các bạn xem. Đám lúa này bị ngã các bạn, ngay hầm câu cá mới ngã, còn mới cũng đứng. Địa chỉ đây là ấp Long Trung, xã Long Hành Trung, Hòa Thành, thành phố Tây Ninh các bạn. Máy vừa lợp cỡ cũng chuyển mưa đen hết các bạn. Đám này bị ngã nhiều rồi, chạy lâu rồi.